Chào mừng quý vị đang đến với chương trình Siêu Quậy Tí Hon, chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cùng công ty Đông Tây phối hợp thực hiện. Và chúng tôi cũng xin cảm ơn công ty cổ phần Diana đã tài trợ chương trình này. Và chương trình Siêu Quậy Tí Hon sẽ đến với quý vị với 3 hạng cân khác nhau, với 9 thí sinh. Tất cả sẽ cùng nhau đem đến cho quý vị những giờ phút thư giãn thật thoải mái. Còn bây giờ, Đình Toàn xin mời quý vị cùng gặp gỡ các đội chơi ngày hôm nay. Đội đỏ, Hạng Long, thí sinh Đăng Khôi, 1 tuổi, cân nặng 9kg, thích nghe nhạc, thích đồ chơi, đặc biệt đồ chơi có âm thanh. Hạng Rùi, thí sinh Hoàng Nghĩa, 4 tuổi, cân nặng 22kg, thích được khen giỏi và khen đẹp trai. Hạng Nặng, thí sinh Tùng Hiếu, 6 tuổi, cân nặng 30kg, sở thích thích chơi vì tính. Đội màu xanh, thí sinh Phúc Bảo, 1 tuổi, cân nặng 10kg, thích chú nhúng điện tử. Hạng Đùi, thí sinh Uyển Nghi, 4 tuổi, cân nặng 20kg, thích màu xanh lá, thích hát, thích ăn gà và chơi búp bê. Hạng Nặng, thí sinh Hoàng Thịnh, 6 tuổi, cân nặng 35kg, sở thích là rất thích vận động. Đội màu vàng, thí sinh Quang Thắng, 1 tuổi, cân nặng 9kg, thích đồ chơi mới lạ, các loại đồ chơi chuyển động và phát ra âm thanh ánh sáng. Hạng Rùi, thí sinh Hải Đăng, 4 tuổi, cân nặng 17kg, thích chơi xe hơi, chơi Lego. Hạng Nặng, thí sinh Thiên Kim, 6 tuổi, cân nặng 32kg, thích được mẹ dẫn đi siêu thị. Thế đó, họ đang rất sẵn sàng đến với Siêu Quậy Tí Hon ngày hôm nay. Vậy thì chúng ta sẽ không làm mất thời giờ của họ cũng như không làm mất thời giờ của quý vị. Mời quý vị hãy cùng Đình Toàn đến với Siêu Quậy Tí Hon. Chào mừng quý vị đến với giải vô địch Hạng Long. Và các thí sinh đã giải vô địch Hạng Long ngày hôm nay sẽ cùng cống hiến chúng ta trong một vòng đua rất quyết liệt mang tên Bò Nhanh. Thí sinh sẽ cùng nhau bò theo một vật do phụ huynh kéo. Ai bò đến đích trước sẽ nhận được 3 điểm, người về nhì được 2 điểm và người cuối cùng chỉ được 1 điểm. Nhìn đi, các thí sinh chúng tôi rất nôn nóng để bắt đầu trò chơi rồi. Vậy thì 1, 2, 3, bắt đầu. Rồi, bò đi con. Bò đi cúng ơi, cúng ơi, cúng ơi. Mẹ chạy vòng lên trên. Rồi, con bò tiếp theo. Cúng ơi, cúng ơi. Con bò theo, con bò theo. Cúng ơi. Áo vàng kết đây. Một thí sinh đã về đích rồi. Con bò theo đi. Con bò theo đi tèo. Con bò theo. Con bò theo. Bò theo. Con bò theo. Cút. Con bò theo đi. Con bò theo con đây nè. Đây, đây, đây. Con bò theo đi. Đi. Bò theo. Bò theo nha. Đi con bò không? Giờ bò không? Đi, bò theo nha. Đi, lên, đây là đứng lên. Con cút, con, nè nè. Cút ơi. Nè, nè con, nè. Nè, nè. Đi con, đi con, đấy đi. Đi con, đi, 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 đi. Đi theo. Con sao, con sao, đứng lên. Thôi đứng lên đi nha. Đi. Đi hay bò. Nhìn theo. Con kìa con. Kìa con. Bò theo đi con. Bò con sao? Cuốn. Bò theo. Cuốn bò theo. Ai kêu con kìa? Ai kêu kìa? Ai kêu kìa? Đi 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 đi. Đi con đi. Đây lên đây. Tèo. Tèo lên đây con. Lên đây. Lên.
lên con, lên. Cố lên nào, rã lên con. Lên đây con, lên đây nè. Cố lên, cố lên, con lên đây, con lên đây. Con lớn lên cũng được, lớn lên đi. Còn con sao hả? Bây giờ con quyết định là con ngồi yên ở đây không đó phải không? Nhìn đi không, bò lên nha. Bò lên nha, bò lên nha. Rồi, rã lên. Rã lên chú Tài giúp. Bò heo đi con, bò heo. Con sao? Con lên đây nha. Vậy con bò lên. Vậy con bò lên nè. Con bò lên. Nè con. Vậy con đi không? Con đi thử nha. Đi. Con đi không? Đi. Rồi, thôi đi vô con, đi vô. Thôi rồi, thôi. Con được đặt cách khỏi chơi. Đứng lên đây. Wow. Dạ rồi, xin mời quý phụ huynh ập cái bé ra đây với Đình Toàn. Kính thưa quý vị, sau rất nhiều vất vả và mặc dù nhận được rất nhiều sự cổ động nhiệt tình từ phía quý vị khán giả, từ phía quý phụ huynh và cả Đình Toàn nữa, nhưng hai thí sinh của chúng ta đã quyết định bỏ cuộc nửa chừng và không bỏ. Vậy thì điểm số bây giờ sẽ là 3 điểm dành cho thí sinh của đội màu xanh và 2 thí sinh đội màu vàng và màu đỏ đồng nhận được 1 điểm của chương trình. Cảm ơn vòng thi đầu tiên của các thí sinh ở giải vô địch Hạng Long. Chúng ta hãy cùng đến với các thí sinh ở giải vô địch Hạng Rui. Kết thúc trò chơi bò nhanh, điểm số của các đội như sau: đội đỏ 1 điểm, đội xanh 3 điểm và đội vàng 1 điểm. Chúc mừng đội màu xanh. Chào mừng quý vị bắt đầu đến với giải vô địch Hạng Rui. Và đây là 3 thí sinh của chúng ta. Có ai giúp cho mẹ thay tã cho em bé không? À, cả hai bạn luôn. Nghi, con giúp mẹ thay tã cho em bé hả? Em của con mấy tuổi? Em của con. Em của con. Mấy tuổi? 10 tuổi. 10 tuổi. Wow, vậy thì tại sao mình phải thay tã cho em? Tại vì em còn nhỏ. À, vậy thì người lớn có phải thay tã không? Có. Có gì hả? Người lớn mấy tuổi mới thay tã? Người lớn 5 tuổi. Rồi, 5 tuổi thì thay tã. Rồi, vậy thì bây giờ chú Đình Toàn muốn tất cả các con hãy cùng nhau tham gia một trò chơi. Đó là trò chơi thay tã. Chúng ta có thể làm giống như cách của chúng ta hoặc là bắt chước người lớn vậy. Thời gian dành cho trò chơi này chỉ có 2 phút 30 giây thôi. Con sẽ nhận được một cái tã mới. Nghi cũng vậy và Hải Đăng cũng vậy. Nào, bây giờ thì 2 phút 30 giây dành cho trò chơi thay tã bắt đầu. Thấy rồi, hai bên ra, đúng rồi. Đúng rồi. Con bố thấn cho em chưa? Bố thấn cho em bé đi. Rồi, con đã ngồi ở đây. Con bôi phấn cho em bé đi. Đúng rồi. Ấm em bé lên. 5 4
ha. Bây giờ chúng ta xem các bạn mặc tả như thế nào. Đầu tiên đội màu vàng. Bạn bôi phấn ở đâu? Con bôi phấn ở đây đúng không? Rồi con mặc tả dưới đây á. Thôi rồi, chấp nhận luôn. Một kiểu tả mới mặc cho chân. Cảm ơn con. Con ơi mình để đi. Thế còn bạn Nghi nào? Nghi mà vậy cho em bé đi con, con đem bé nhảy. Rồi cảm ơn con, con ẵm em đi chứ em con không đi được rồi đó, con cầm đi. Thế còn bạn Nghĩa à, tạm chấp nhận được. Thế thì bây giờ chúng ta phải công bố điểm dành cho cả ba đội đây. Đầu tiên là Nghĩa, con mang về 3 điểm cho đội màu đỏ. Hải Đăng, con giành được 2 điểm cho đội màu vàng. Nghi ơi, một cách cho nên con cũng nhận được một số điểm đặc biệt, đó là 1 điểm dành cho đội màu xanh. Cảm ơn cả ba thí sinh và cảm ơn quý vị. Chúng ta lại tiếp tục đến với phần thi đấu của các thí sinh ở giải vô địch Hạng Long. Trò chơi thay tả đã mang lại điểm số cho các đội. Đội đỏ 4 điểm, đội xanh 4 điểm và đội vàng 3 điểm. Chào mừng quý vị đến với giải vô địch hạng nặng. Giải vô địch hạng nặng, giải đấu dành cho các thí sinh lớn tuổi nhất của mỗi đội. Và đây là ba thí sinh của chúng tôi. Đội đỏ, đội vàng, đội xanh, giơ tay chào khán giả nào. Bây giờ chú Đình Toàn muốn hỏi là ba bạn có biết số 3 không? Số 3 viết làm sao? Viết chú Toàn coi. 2, 3. Đúng rồi. Vậy thì có ai biết một câu chuyện gì đó về số 3? Đội màu xanh con biết không? Dạ, ba chú heo. Ba chú heo con, đúng không? Ba chú heo con xây nhà đúng không? Rồi, đội màu đỏ con biết chuyện gì không? Alibaba. Alibaba. Ờ cũng đúng ha, ở trong đó có mấy số 3? 2. 2 số 3 luôn, đúng rồi, 3 lần mà, 2 số 3 lần. Vậy thì còn bạn gái con biết câu chuyện gì không? Biết. Con biết một bài hát gì không? Bài gì? Ba ngọn nến lung linh. Ba ngọn nến lung linh, rất quen thuộc. Hát thử chú Toàn nghe một đoạn nào. 2, 3. Mẹ là cây nến vàng, mẹ là cây nến xanh. Con hát với bạn đi. Con là cây nến vàng, ba mẹ là nến lung linh. Hát xem một gia đình. Wow, hay không quý vị? Vỗ tay cho các thí sinh chúng tôi đi. Chúng ta hỏi các bạn rất nhiều về số 3, bởi vì trò chơi nghiệp của chúng ta ngày hôm nay có tên là chỉ số 3 thôi. Có nghĩa là mỗi bạn sẽ cầm một cái giỏ, bước lên phía trước và nhặt cho mình món đồ chơi hoặc quả bóng nào chỉ có số 3. Nhớ không nhặt số 2, không nhặt số 1, không nhặt số 4, chỉ nhặt số 3 thôi nha. Và sau khi kết thúc 2 phút 30 giây thì bạn nào nhặt được nhiều số 3 nhất sẽ nhận được 3 điểm. Người thứ nhì nhận được 2 điểm và 1 điểm dành cho người nhặt được ít số 3 nhất. Cả ba bạn sẵn sàng chưa? Quyết tâm chiến thắng không? 2, 3, bắt đầu. Nhớ chỉ số 3 thôi nha. Wow, đội màu xanh nhặt một lúc 2 quả bỏ vô cho chắc ăn. Nhanh tay lên được không? Chúng ta có 2 phút 30 giây và thời gian thì rất nhanh, không chờ đợi ai cả. Đội màu vàng, bạn nhanh nhẹn lắm. Tôi đang nghĩ là có lẽ cái giỏ đó không đủ dành cho các thí sinh màu vàng đâu. Cố gắng lên nào. Năm, bốn, ba, hai, một, dừng lại. Wow, các bạn nhiều quá, làm sao tôi có thể đếm đây. Nào, bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đếm số banh của đội màu đỏ trước nha. Chà, nhiều quá. 2, 4,
6. Ba mươi chín. Xếp anh đội màu vàng thì sao? Bạn nhớ bạn có 39 trái nha, bắt đồng tôi quên đó. 2. Bạn đếm. 4. Ba mươi hai. Ở đâu ra 34, 32 trái thôi. Cảm ơn đội màu vàng. Thế còn đội màu xanh. Tới đội màu xanh đây. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12. Ba mươi bốn, ba mươi lăm, ba mươi sáu trái. Chúc mừng đội màu xanh. Thế thì điểm số đã rất rõ ràng. Đội màu vàng với 32 trái banh, bạn nhận được 1 điểm về cho đội của mình. Bạn có bao nhiêu trái banh? 6. 36 trái banh, bạn nhận được mấy điểm? 3 điểm. Chưa nhiều. Bạn có biết bạn màu đỏ có bao nhiêu trái banh không? Tôi nói cho bạn nghe, có 39 trái banh, nghĩa là bạn nhận được 2 điểm về cho đội của mình. Hey, màu đỏ, bạn có 30 trái banh đúng không? Không. Chưa nhiều. 39. Vậy hả, suýt nữa là tôi quên rồi. Không sao, bạn nhận được 3 điểm về cho đội của mình. Các thí sinh của chúng ta đã nhặt rất nhanh và tìm được rất nhiều những số 3. Để xem họ có giỏi như thế ở trò chơi thứ hai hay không. Mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi. Trò chơi chỉ số 3 thôi đã làm thay đổi kết quả như sau. Đội đỏ 11 điểm, đội xanh 11 điểm và đội vàng 7 điểm. Chào mừng quý vị trở lại với giải vô địch hạng nặng. Thưa quý vị, nếu như ở trò chơi trước các thí sinh chúng tôi cần sự khéo léo của đôi tay, thì bây giờ sẽ là sự khéo léo của đôi chân. Bởi vì họ sẽ cùng đến với chúng ta trong một trò chơi mang tên Chơi với bóng. Trò chơi chúng ta hôm nay rất đơn giản. Mỗi con sẽ nhận được 3 quả bong bóng cùng với màu áo của mình. Nhiệm vụ các con là kẹp một quả bong bóng giữa hai chân, sau đó di chuyển từ và xuất phát lên đến trên đích, ra đích đến, thả quả bóng xuống, sau đó chạy về và làm như thế với quả bóng thứ hai, rồi quả bóng thứ ba. Ai là người di chuyển được 3 quả bong bóng lên phía trên kia trước tiên sẽ nhận được 3 điểm, người về nhì nhận được 2 điểm và người cuối cùng chỉ nhận được 1 điểm. Nhớ không dùng tay, và nếu như rớt giữa đường thì chúng ta được quyền nhặt lên và kẹp lại. Cẩn thận coi chừng để bong bóng. Đó là điều mà tôi nhắc nhở các bạn. Mỗi bạn lấy một quả bong bóng. Chưa mà. Chưa có hiệu lệnh xuất phát mà. Bây giờ mới xuất phát nè. 2, 3. Không được dùng tay nha Kim. Rồi. Chạy về dạ. Như thế với quả bóng thứ hai. Nhớ đúng màu của mình nha. Đội màu xanh tiếp tục với quả bóng thứ ba nào. Cô đỏ vượt lên con. Lên. Wow. Giỏi lắm các con, rất giỏi. Đầu tiên chúng ta hãy chúc mừng nhau bởi vì chúng ta đã hoàn thành trò chơi này. Đặt tay vào đây.